Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta tăng chiều cao cho các bạn. Cách để giúp trẻ dậy thì tăng 15cm chiều cao mỗi năm. Đây là giai đoạn quan trọng nhất và đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta tăng chiều cao cho con. Chiều cao nó có 3 giai đoạn vàng để giúp bạn phát triển. Thứ nhất, đó là gì? Giai đoạn trong bụng mẹ. Thứ hai là 2 năm đầu đời. Và thứ ba là giai đoạn dậy thì. Đây là giai đoạn quyết định để giúp bé phát triển tối ưu về chiều cao. Các bạn không? Ai cũng mong muốn con cao. Và cái sự phát triển chiều cao của bé là hết sức quan trọng. Bé cao hơn ý, thì sao ạ? Đó là một loại năng lực, vì cao là đẹp. Đẹp thì là tích cực, suy nghĩ tích cực và tự tin, và khiến cho bé cảm thấy mình thành công hơn và hòa đồng xã hội hơn, đúng không? Bao giờ cũng vậy. Đương nhiên mình không nói như vậy có nghĩa là những bé thấp ý, thì tự ti hơn, đúng không? Có những bé thấp chẳng sao cả. Nhưng mà nếu như chúng ta có điều kiện thì chẳng có lý do gì chúng ta không phát triển tối đa chiều cao của con cả. Và ngay cả bạn đấy cũng mong muốn. Thì đương nhiên rồi, để phát triển chiều cao tối ưu thì chúng ta cần phải cho trẻ ăn đủ lượng đạm, đúng không? Tại vì xương được cấu tạo chủ yếu từ protein, canxi và kẽm, sắt, đó là các cái chất khoáng để giúp xương chắc khỏe hơn. Ngoài ra, chất béo và các cái vitamin khoáng chất đều quan trọng nhé. Và đây là cơ hội cuối cùng cho các bạn. Cái việc mà chúng ta xây dựng một chế độ dinh dưỡng tốt này và một cái chế độ vận động thực sự tuyệt vời thì nó rất quan trọng, vì có rất nhiều em bé nhé sẽ chơi nhiều điện tử, chơi game và cả ngày nó ngồi dí trong nhà ấy là không có được đâu. Phải cho nó vận động nữa, ăn đầy đủ này, dinh dưỡng này, đầy đủ vi chất rồi. Và cái việc mà vận động, chạy nhảy, chơi cầu lông, bóng đá, đạp xe, bơi lội và các hoạt động ngoài trời ấy là vô cùng quan trọng. Nó quyết định là bé có phát triển chiều cao tối ưu hay là không. Tại vì chúng ta bổ sung rất tốt rồi, nhưng mà bé không vận động, tức là cái sự trao đổi, chuyển hóa nó không diễn ra mạnh mẽ, thì điều đó nó thực sự là đáng tiếc, đúng không ạ? Chúng ta tốn rất là nhiều tiền bạc và công sức rồi. Đấy, cho nên chúng ta phải hướng dẫn con là hạn chế cái việc mà chơi game, chơi điện tử và tiếp xúc với các thiết bị điện tử quá nhiều, đúng không ạ? Để chúng ta biết rằng gì ạ? Trong cái giai đoạn chạm ngõ dậy thì đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, cho nên chúng ta phải có một chế độ dinh dưỡng phù hợp nhá. Dinh dưỡng phù hợp, thứ nhất ở đây này, bắt đầu có thể chia sẻ với các bạn này. Một là chất đạm. Trẻ trong độ tuổi này nó rất thích ăn những cái đồ ăn nhanh, đúng không? Gà rán, gà chiên xù, những cái đồ ăn nhanh đấy, thì những cái đó nó cung cấp đạm, nhưng mà nó là thực phẩm không tốt cho sức khỏe. Mình có thể hướng sang các cái thực phẩm khác nhá. Vì trẻ trong giai đoạn ấy nó cần nhu cầu chất đạm rất là cao. Với xương chúng ta ấy là phần lớn ấy nó là từ đạm, được cấu tạo từ protein. Đấy. Chất đạm nó chiếm khoảng từ 14 cho đến 15% tổng số năng lượng khẩu phần hàng ngày và nó cực kỳ quan trọng. Lượng đạm có nhiều trong thực phẩm như là thịt, cá, tôm, cua, trứng, sữa. Đấy. Và trong đó ấy mình ưu tiên đạm động vật nhé. Tại sao các bạn? Vì đạm động vật nó chứa các cái axit amin thiết yếu mà nó tương thích với cơ thể của chúng ta hơn, đặc biệt là trong giai đoạn dậy thì. Vì nó giúp phát triển cơ bắp và chiều cao. Đấy, mà nó chứa nhiều các cái vi chất, ví dụ sắt trong động vật ý, đó là sắt hem, dễ hấp thụ hơn là sắt no hem, tức là không hem, là sắt trong thực vật. Và nó tốt cho sức khỏe. Và kẽm trong thức ăn động vật ý, nó hấp thụ dễ hơn. Đấy, cho nên là phải lưu ý như vậy. Thực phẩm là gì ạ? Từ động vật là chủ yếu và rất quan trọng. Các bạn đừng nghĩ rằng ăn nhiều quá nhiều mỡ rồi nó gây béo phì rồi nó gây gì ạ? Cholesterol. Không các bạn, đây là giai đoạn phát triển và nó cần điều đó các bạn nhé. Bé cần 70% chất béo từ động vật và 30% từ thực vật thôi. Chỉ có người trung niên, người già thì mới gì ạ? Giảm tối đa cái chất béo từ động vật thôi các bạn nhé. Đấy là đầu tiên. Cái thứ hai đó là cái chất béo. Chất béo đó là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu. 1 gram chất béo cho 9 kcal. Và nó là cái môi trường để hấp thu các cái vitamin quan trọng như là vitamin A, vitamin D, E và K, là các vitamin tan trong dầu. Và trong chế độ dinh dưỡng, chất béo chiếm từ 20 cho đến 25%. Đấy, để đảm bảo về mặt năng lượng để giúp bé phát triển tốt nhất về mặt chiều cao, về cơ bắp và thể chất. Đấy. Và nhớ rằng mỡ động vật đó là một nguồn thực phẩm vô cùng quan trọng. Thứ ba đó là tinh bột. Ở đây có thể là gì? Khoai tây, có thể là các loại khoai, cơm, gạo, đúng không? Ngô. Đây là cung cấp năng lượng chính cho cơ thể và nó chiếm 55-65%. Đấy. Và bột đường nó rất quan trọng nhá. Đấy. Và chúng ta lựa chọn những cái bột đường loại thô để cung cấp cho con, để nó tốt cho tiêu hóa, để nó phòng các vấn đề béo phì cho trẻ ở tuổi dậy thì. Được chưa? Đấy, từ cơm, từ ngô, từ khoai, từ sắn, đúng không ạ? Đấy là những cái đồ ăn tốt, bột thô, tức là không chế biến, thô nghĩa là không chế biến. Còn ví dụ như là mì tôm, đúng không? Đấy, như là bún, miến, phở là những thứ chế biến rồi thì mình hạn chế. Đương nhiên là mình không phải là mình không ăn, và mỗi tuần mình ăn đủ 1-2 lần để thay đổi khẩu vị, để giúp bé ăn ngon miệng hơn. Đó, đấy là cái điều quan trọng, được chưa?
Thứ tư đó là canxi. Canxi là yếu tố rất quan trọng để giúp bé có xương chắc khỏe hơn và bé cao lớn hơn. Và nó rất quan trọng trong tuổi dậy thì. Và bác Đạt vẫn nói rằng chúng ta phải lưu ý là bổ sung canxi trước 8 tuổi là điều vô cùng quan trọng. Vì sao? Trước 8 tuổi cái bể chứa canxi, tức là cái xương của trẻ ấy, nó dự trữ canxi được nhiều nhất. Và nó là cái nguồn dự trữ để cho cái giai đoạn dậy thì nó phát triển tốt hơn. Đương nhiên dậy thì mình vẫn bổ sung, bé cần từ 1.000-1.200mg canxi mỗi một ngày. Hiểu không ạ? Canxi nguyên tố nhé. Và nếu như bé có dự trữ canxi ở xương nữa thì sẽ thúc đẩy quá trình phát triển cao hơn nữa. Chứ mà phải hết sức lưu ý phần này. Đấy, bổ sung trước 8 tuổi. Và đương nhiên trong giai đoạn thì vẫn phải bổ sung. Đấy, được chưa? Và lựa chọn canxi hữu cơ cho bác Đạt nhờ. Canxi nó làm từ tảo đỏ, từ tảo biển, từ trứng, từ xương bò, xương lợn hay là từ vỏ trứng, cái từ cái gì nó không quan trọng. Nó không hề quan trọng. Và nó quan trọng đó là muối canxi hữu cơ các bạn ạ. Đúng không? Các bạn phải hiểu cái điều này nhé. Đấy, từ thực vật, từ cỏ, từ cây nó không cần thiết. Quan trọng là muối gì. Ví dụ, đá vôi là canxi carbonate, là muối vô cơ. Mà canxi vô cơ thì nó hòa tan kém. Hòa tan kém thì nó lắng đọng chứ. Đúng không? Thì nó đâu hấp thụ đâu. Cho nên phải dùng canxi hữu cơ như là canxi glucoheptolate, canxi lactate, canxi citrate. Vì độ hòa tan của nó rất là mạnh, cho nên là khả năng hấp thụ nó tốt. Nên là lựa chọn canxi hữu cơ cho các bạn nhờ nhé. Đấy. Thì bên cạnh canxi thì vitamin D3 là vô cùng quan trọng. Tại vì không có D3 thì canxi uống nó vô nghĩa. Và D3 phải có K2 nữa. D3 là gì ạ? Nó giúp cho cái kênh vận chuyển canxi, tức là nó tăng các chuyến xe, tức là tăng cường các chuyến xe ở ruột để cho canxi vào máu nhiều hơn. Và vitamin K2 là nó điều hướng canxi vào đúng chỗ. Đúng không? Không có là nó lắng ở thận ở mạch máu thì rất là phiền nhá. Cho nên là phải lưu ý như vậy. Và đối với trẻ dậy thì là 600 đến 800 đơn vị D3 một ngày nhá, xịt vào miệng nó. Được chưa? Đấy. Và đương nhiên trẻ của tuổi này nó đóng rất là nhiều, nó chạy nhảy rất là nhiều thì cũng là rất là tốt. À, tiếp theo nữa đó là chất sắt. Đúng không? Thì bác Đạt thường nói rằng đối với trẻ sinh non thì bổ sung từ sơ sinh, từ tuần thứ 2. Còn trẻ sinh ra bình thường từ tháng thứ 4 là phải bổ sung rồi nhá. Bổ sung rồi. Cho chất sắt nó vô cùng quan trọng. Còn đối với trẻ chưa 1 tuổi mà trẻ không miếng ăn đa dạng thì lượng sắt là đủ. Còn đối với bé gái trong tuổi dậy thì bé mất máu một phần, cho nên chúng ta phải bổ sung sắt cho bé như vậy. Vì thế cho nên bé trai sẽ cần từ 11 cho đến 18mg sắt mỗi ngày, trong khi đó bé gái từ 12-24, tức là nó cao hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Vì bị mất sắt nhá. Và chất sắt có trong thịt đỏ, trong nội tạng như là gan động vật, đúng không ạ? Rồi lòng đỏ trứng gà, các loại đậu đỗ. Đấy. Và trẻ ăn nhiều rau xanh để bổ sung vitamin C, tại vì vitamin C nó giúp hấp thụ sắt tốt hơn, đúng không? Ổi, đúng không ạ? Cam, quýt, bưởi, đấy, nó chứa nhiều vitamin. Và cho nên là dạng giúp hấp thụ sắt tốt hơn. Đấy. Và lượng rau cần thiết cho tuổi dậy thì là từ 300 đến 500 gram một bữa nhá, cần thiết. Đấy. Và nếu mà trẻ bị thiếu máu thiếu sắt thì nó sẽ mệt mỏi, da xanh nhợt mặt, vạch mặt xuống này, nhợt nhạt ra, tóc nó sơ, da nó trắng bệch rồi. Đấy. Rồi hay mỏi chân mỏi tay, hay buồn ngủ gần. Đó là dấu hiệu thiếu sắt, thì mình phải lưu ý là gì? Ăn các thực phẩm giàu sắt nhá. Ok. Đấy, rồi các vitamin và khoáng chất, nhớ là gì? Vitamin ấy nó không cung cấp năng lượng, nó giống như chất đạm, chất béo, chất tinh bột, nhưng mà nó là thành phần vô cùng quan trọng cho cái chuyển hóa trong cơ thể. Đúng không? Dinh dưỡng được hấp thụ, được chuyển hóa thì phải có vitamin, nó xúc tác. Đấy, vitamin nhóm như A, B, C, D, folic nhá, cũng cao, cũng cần phải cao cho cái nhu cầu chuyển năng lượng. Cho nên bổ sung vitamin và khoáng chất cho con bạn ấy là phải bổ sung đến hết tuổi dậy thì là tối thiểu. Thực ra phải bổ sung hàng ngày liên tục. Tại chế độ chúng ta là không đáp ứng, nhưng mà dậy thì là cái giai đoạn quan trọng nhá. Đấy. Và mỗi một trẻ là một cá thể riêng biệt, có cái tình trạng khác nhau, thể trạng khác nhau, và mỗi gia đình có một thói quen sinh khác nhau. Chúng ta hãy xây dựng cái chế độ ăn và các cái vi chất như bạn Đạt vừa xây dựng các bạn, và hãy áp dụng đúng điều đó nhá, thì sẽ giúp các bạn tăng cân, tăng chiều cao và khỏe hơn. Phần nào đó chưa rõ thì comment ở đây, bạn Đạt sẽ làm các video để chia sẻ thêm với các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bạn Đạt nhé. Trên kênh có trên 1.000 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà hàng triệu bà mẹ đã áp dụng để nuôi con tăng cân tốt hơn, không miếng ăn, không lạm dụng kháng sinh, và các bạn nhàn và tiết kiệm rất nhiều thời gian tiền bạc cho các bạn. Tôi xin chào các bạn. Và đây, nhớ này, đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta tăng chiều cao cho các bạn.
Rồi, xin chào các bạn và chúc các bạn phát triển chiều cao cho con thành công.